À, chú ơi, bé cho tôi con cá kiếm đi chú. À, là sao? Là con cá kiếm mà nhìn chọc đau ấy. À, chọc đau đấy hả? Thì giờ sao giờ? Thôi mua con đớ này đi. À, mua đớ con này đi à? Rồi để tôi xem coi nào. Đây là con gì chú? Con khủng long này chú vẽ. À, cái đây con khủng long hả? Là con khủng long ba sừng này chú vẽ. À, chú vẽ vào đấy nó mới ra màu này gì đúng không? Đúng rồi hả? Cái này nó con khủng long này đấy này nó được đẹp chứ à. À, bây giờ con khủng long là bao nhiêu tiền vậy chú ơi? 30 ngàn. À, 30 ngàn à. Rồi chú đợi tôi lấy tiền nha. Ờ, tiền đây. Vậy đưa tiền cho chú này hay là đưa chú này? Chú này. À, chú này à. Đây. Chú này. À. Đây. Đây là tiền tip boy chú. Cái này là nhân viên bán hàng à? Đúng rồi à. Nhân viên bán hàng gì mà chẳng có cho mời gì hết. Ôi. Đây. Chú xem ơi, chú cái xe ơi. Chú mua mà. À rồi.